thuộc về nhau, mãi thuộc về nhau không ngừng rời. Tuyệt vời thế từ đây vì đã có. Dàn lời từ khi em đến nơi anh còn say, say trong nơi ấy tình nồng, yêu ai không chậm, dịu nhau về miền Nam. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn W đã lên đây để cùng em nghĩ là để cho hai nam đứng trong, hai nữ đứng ngoài ở bên. Dạ, ok. Dạ, ok. Anh cảm ơn hai em. Em gặp nó rất nhiều thời gian, cho hơn 20 năm rồi em vẫn gặp nhau, cũng vui. Và Hùng thì rất hiền, từ lúc Hùng đến giờ đã 22 năm, Hùng chưa bao giờ đáng vô mặt Hùng cái nào hết. Hình như em thấy ai tên Hùng đều hiền hết. Dễ thương. Ở ngoài em người ta kêu em bằng Hùng luôn. À, ba em mình cùng tên. À, rồi. Cảm ơn anh Thanh Thúy. Đây là áp quân của cuộc thi tình ca Việt Nam vừa rồi đó. VTV9 Thái Hùng cũng với vai trò trưởng ban giám khảo và thành viên. Thành viên ban giám khảo là Long Hùng, Dương Ngọc Thái, danh ca Phương Dương, danh ca Dương Dương, danh ca Thái Châu đã chọn ra câu này là Á Quân, một giọng hát rất là tuyệt vời và một cái sắc thái rất là tốt, xin cảm ơn. Và bây giờ xin được thưa quý vị, lại có thêm một điều Hùng quên thiếu sót của không nhắc đến, đó là sự góp mặt của anh cả Viết Hải từ Biên Hòa và hai người. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.